Nhà phố 247 xin kính chào quý khách hàng thân mến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một căn biệt thự vườn kết hợp với nhà hàng. Vị trí của nó thuộc phường Bửu Hòa. Thì con đường chúng ta đang nhìn thấy đó là con đường Bùi Hữu Nghĩa. Từ ngoài đường vào đây tầm khoảng 30 mét anh chị ha. Rồi, mình cùng xem tham quan khuôn viên của căn biệt thự này ạ. Tổng diện tích của căn biệt thự này á là 1.600 mét vuông. Nó có chiều dài là 50 mét, chiều ngang của nó khoảng 30 mét anh chị ha. Nó có nở hậu chút xíu ạ. Dạ, đây là khuôn viên của căn biệt thự ạ. Phía trước chúng ta cái nhà mà màu vàng á, đó là cái nhà hàng nha anh chị. Còn bên trái nhìn xéo qua tí xíu căn nhà có mái thái kia, đó là căn biệt thự gia chủ đang ở đó ạ. Đây là khuôn viên của vườn lan. Chủ nhân của căn biệt thự này là một người sưu tầm đá cho nên nhà rất là nhiều loại đá bonsai nữa, cây cảnh. Rồi mình cùng tham quan ha. Rồi đây là phía sau cái nhà hàng của chúng ta nè. Bên đây phải là chỗ bếp ăn của nhà hàng nha chị. Rồi đây là cái khuôn viên của nhà hàng. Tí xíu em sẽ dẫn mọi người cùng xem cái căn biệt thự bên trong chỗ gia chủ đang ở ha. Rồi, đây là bên trong của cái nhà hàng. Bên tay trái chúng ta là cái kệ sách để cho khách hàng đọc những tài liệu về đá tham khảo ạ. Bên tay phải là quầy lễ tân. Rồi, và trước mặt chúng ta kia là quầy trưng bày đá để cho khách hàng tham khảo và xem tham quan ạ. Chủ nhà của chúng ta là một nghệ nhân về đá cho nên là họ sưu tầm đá rất là nhiều. Thì gia chủ đang có ý định bán lại cái căn biệt thự này, toàn bộ những cái đá quý nội thất ở trong đây là đều để lại hết luôn nha anh chị. Để lại toàn bộ hết, chủ nhà bán là không có mang ra cái thứ gì hết, để lại toàn bộ hết luôn ạ. Cây cảnh đá quý rồi khuôn viên bếp rồi là để đầy hết, nếu mà chủ mới có tận dụng là mình có thể kinh doanh lại. Đó, cái nhà hàng này trước đây là kinh doanh về hải sản cũng khá là nổi tiếng ở Biên Hòa mình đó. Cũng ngang ngửa với Nam Ri bây giờ đó. Đó, rồi mình cùng tham quan sơ cái bên trong căn biệt thự chỗ gia chủ đang ở nha. Thì nhìn chung thì nó cũng rất là đơn sơ bình dị chứ cũng không có gì đặc biệt nổi bật hết, vì xây theo cái phong cách nó rất là đơn giản à. Đây mình cùng xem tham khảo à. Cái căn biệt thự bên này thì tổng cộng nó có là 4 phòng ngủ nha anh chị, 4 phòng. Bên trên này mình đi lên là tầng áp mái. Dạ. Bên này là cái vườn lan cũng khá là nhiều lan quý á. Dạ, đây. Đây là tủ trưng bày về đá quý. Dạ. Rất là nhiều loại đá quý. Rồi mình cùng lên trên mình tham quan cái tầng áp mái của cái nhà hàng nha anh chị. Trên này cũng khá là rộng, nếu mà để thì chắc cũng phải để được mười mấy bàn á. Cái nhà gỗ này xây dựng em thấy cũng rất là chắc chắn à. Tất cả những cái ánh sáng là đều lấy là ánh sáng tự nhiên hết á. Em vào thấy cực kỳ sáng luôn ạ. Đây mình để chắc cũng được mười mấy bàn. Đây là phía trước của căn biệt thự ạ. Hiện tại căn biệt thự này đang được chào bán với giá là 45 tỷ nha anh chị.
đang được chào bán với giá là 45 tỷ, có thương lượng ạ. Anh chị nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì cứ alo cái số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn và dẫn anh chị đi xem, kèm theo là gửi sổ luôn cho anh chị tham khảo ạ. Mình cùng mà xem tham quan lại một chút xíu nữa khuôn viên bên trong nhà hàng ha. Đây, cái này mình về mình có thể kết hợp vừa ở vừa kinh doanh lại, tiếp tục cái kinh doanh cái nhà hàng về hải sản giống như Gia Dũng ngày xưa vậy đó. Ai mà có ý tưởng kinh doanh lại thì mình làm kinh doanh lại cũng rất là ok à. Bàn ghế rồi tất cả bếp núc đầy đủ hết luôn rồi, giờ mình chỉ về mình làm thôi à. Đây, mình cùng nhìn tổng quan cái căn biệt thự này lại một lần nữa anh chị ha. Ngoài cái sản phẩm này ra thì bên em còn có rất là nhiều cái sản phẩm nhà phố khác. Anh chị nếu mà thấy thích thì cứ nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào cái chuông. Để những lúc khác bên em sẽ ra thêm những cái sản phẩm mới, mình sẽ cập nhật thêm để mình tham khảo nha anh chị. Dạ. Em kết thúc video ở đây ạ. Em cảm ơn và em chào anh chị ạ.